Những món đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ làm cho chúng ta có một cảm giác không tốt về sức khỏe. Thế nhưng với thói quen từ trước tới nay, đồ ăn dầu mỡ cũng xuất hiện rất là nhiều trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên thì giải pháp của mình là gì ạ? Mình ăn đồ chiên vì cái vị của nó rất là ngon. Mình ăn nhiều dầu mỡ vì mình có cảm giác rằng là điều đó nó cũng bình thường thôi. Tuy nhiên nếu như chúng ta ăn đồ chiên, đồ nướng quá nhiều thì về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Và chưa kể là càng ngày thì những vấn đề về bệnh tim mạch nè nó càng tăng cao. Hoặc là lượng mỡ xấu ở trong máu nó cũng sẽ tăng lên cao rất là nhiều luôn. Và đây chắc chắn sẽ là những cái nỗi lo của nhiều những gia đình. Nhìn lại những hình ảnh này một lần nữa thưa quý vị, liên tưởng tới không gian bếp nhà mình hoặc là tới cái thói quen ăn uống mà gia đình chúng ta đang có. Thì em nghĩ là Minh Chí cũng cảm thấy là hình như có mình đâu đây đúng không? Chính xác luôn, không biết là cảm giác của tất cả quý vị và các bạn như thế nào. Nhưng mà với Minh Trí và Diệu Ly, khi mà mình theo dõi cái đoạn video clip vừa rồi á, thì mình cảm thấy hơi sợ. Là bởi vì bấy lâu nay chúng ta đã ăn quá nhiều đồ chiên nướng khác nhau. Và với cái lượng dầu mỡ dung nạp vào cơ thể của mình ngày càng quá nhiều, thì bắt đầu phát sinh ra những căn bệnh về tim mạch nè, rồi béo phì nè, rồi tiểu đường nè. Rất là nhiều những cái bệnh mà ngày nay do thói quen ăn uống của người Việt của chúng ta. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ giúp cho gia đình của mình có thêm một cái sự gợi ý nữa. Đó chính là mình chuyển sang ăn những cái món hấp quý vị nha. Ngày nay thì bắt đầu có những cái quán ăn, những cái nhà hàng mà đồ hấp rất là nhiều luôn. Bởi vì người ta đang hướng về cái xu thế là sử dụng thực phẩm sạch và an toàn, cũng như là giảm cái lượng dầu mỡ bên trong cái món ăn của mình khi mà chiên nướng. Thì người ta đã chọn lựa đó chính là những cái món hấp khác nhau. Và từ đó chúng ta cũng có thể đảm bảo được cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong món ăn, từ rau củ quả hay là thịt cá hay là hải sản. Nhưng mà thay vì chiên nướng thì mình hấp quý vị nha. Còn nếu mà hấp thì sao Diệu Ly ha? Ở nhà mình sẽ có một cái cách hấp rất là quen thuộc luôn. Mà ở đây trong không gian phim trường của VTV Live Shopping thì Minh Trí cũng đang chuẩn bị một số những cái món, ví dụ như là rau hấp nè, rồi cà hấp nè, hay là những cái món ăn ví dụ như là há cảo hấp chẳng hạn. Rất là tiện lợi. Và khi mà mình mua những cái món này, nếu mà mình bận quá thì siêu thị cũng có bán sẵn thưa quý vị. Và mình về nhà thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, mình cho lên bếp ga như thế này quý vị nha. Và mình phải là đồ hấp thì phải có đổ nước vào đúng không ạ? Mình cho cái một cái lượng nước vào ở bên trong. Rồi bây giờ thì mình chỉ đặt một cái đĩa này để mình, nó mà cạn nước thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái phần hấp của mình. Rồi sau đó thì mình sẽ có cái phần một cái vỉ mình cho vào bên trong. Và mình cho đồ ăn vào bên trong luôn. Bây giờ Diệu Ly muốn ăn cái gì hấp nha? Em muốn ăn rau củ thôi, em ăn cà tím đi. Cà tím trước đi. Với lại em sợ nếu như mà hấp mà nhiều cái nó có mùi lắm. Cho nên là thôi mình hấp từng cái một rồi, anh ha. Bây giờ mình sẽ cho vào bên trong và mình bật lửa lên như thế này đây. Rồi mình đậy nắp lại. Hình ảnh này có quen thuộc không quý vị? Quen lắm. Hình ảnh này rất là quen luôn. Vậy thì nếu như mà thay vì là Diệu Ly phải làm rất là nhiều bước như anh Trí đúng không? Rồi đợi cà tím xong rồi bắt đầu rau dền, rồi đợi qua là bánh đúng không? Ly không có cần phải làm như vậy quý vị, mà tất cả luôn Ly có thể là chỉ trong một thao tác mà thôi. Và một lúc là 1, 2, 3 nè, 3 món luôn quý vị. Thay vì là phải chia ra đợi thời gian rất là lâu, thì ở đây mình sẽ có cái dòng sản phẩm là nồi hấp của Magic quý vị nha. Và ở đây quý vị nhìn nè, là nó cực kỳ hiện đại và tiện dụng luôn. Hấp được là từ đồ mặn nè, cho tới là đồ kể cả là rau củ nè, cho tới thịt cá nè quý vị ơi. Và ở đây là có một cái phần nút bật như thế này để mình có thể là điều chỉnh cái phần nhiệt độ bên trong. Đèn thì nó sẽ sáng luôn ở đây quý vị ha. Đó, đèn nè, tắt nè. Rồi bật lên nè, sáng đèn nè quý vị. Và cứ từng ngăn á, dạ rất hiệu quả luôn anh. Từng ngăn như vậy á, nó có dung tích là 3,5 lít nha. Và thêm một cái nữa nha, hồi nãy á, là em sợ đồ ăn nó sẽ bị gọi là ám lẫn mùi lẫn nhau thì nó không có ngon. Nhưng mà ở đây á, anh Trí nhìn là cứ từng ngăn như thế này á, nó có một cái phần để mà ngăn cách luôn. Dạ, một cái phần khay để mà ngăn cách luôn. Thành ra là khi á, mà mình lấy đồ ăn ra là đồ ăn nó rất là ngon nha, mà không có tình trạng là đó, anh thấy không? Như vậy là quý vị có thể quan sát là cứ mỗi một cái khay hấp như thế này, chúng ta sẽ có một cái vỉ khay nhựa ở bên dưới như thế này. Đó để mà mình chặn cái phần đầu tiên là cái phần nước. Dạ, nó có thể là nó đổ mồ hôi, nó sẽ rớt xuống và nó sẽ không có lẫn vào những cái khay đồ hấp ở phía dưới như thế này quý vị nha. Và cứ mỗi một tầng nó sẽ có một cái khay riêng như thế này đây. Và chúng ta có thể hấp cùng một lúc 3 món luôn. Như vậy là rất là tiện lợi. Và ở dưới thì quý vị thấy là nãy Diệu Ly vừa mới vặn cái nút vặn lên thôi thì nước sôi nó rất là nhanh và bắt đầu là bốc cái hơi nóng lên để mà mình hấp rất là nhanh quý vị nha. Và đặc biệt là quý vị có thể quan sát là mọi người hỏi là nếu mà hấp bằng nhựa thì chất liệu nhựa này có an toàn hay không. Thì tuy nhiên là quý vị yên tâm khi mà chọn lựa cái dòng sản phẩm mà hôm nay chúng tôi gợi ý cho nhà mình. Thì ở đây quý vị có thể nhìn kỹ là với những cái giấy chứng nhận về giám định về phẩm chất của dòng sản phẩm này, đó chính là
không có chứa những cái chất độc hại và nhựa. Đó chính là nhựa an toàn quý vị và các bạn nha. Đó chính là nhựa an toàn. Thích quá ha. Cực kỳ thích luôn. Thì quý vị thấy ở đây là từ những cái chứng nhận nè, rồi kể cả là về chất liệu nè quý vị. Đúng đây ạ, mẫu máy hấp thực phẩm nè, đóng trong hộp giấy nè, kết quả thử nghiệm nè, an toàn hết luôn. Và kể cả là khi mà có cái tác động nhiệt đó quý vị, thì với cái hình ảnh này quý vị có thể chụp lại luôn. Vì khi mà nấu ăn á, mình nói là tôi ăn đồ hấp thì ngon, nhưng mà đồ hấp bây giờ mà tôi thấy cái chất liệu là nhựa như thế này thì tôi hơi lo. Đúng thì rồi. Quý vị yên tâm là ở đây người ta có nghiên cứu hết rồi quý vị ạ. Nó cũng có một cái sự an toàn nhất định cho nhà mình trong không gian bếp luôn. Mà cái điều mà mình chỉ thích nhất cái sản phẩm này đó chính là chỉ là một nút vặn thôi quý vị nha. Chỉ một nút vặn thôi, mình không có điều chỉnh nhiều, và có một cái vạch nước để mà mình đo được cái lượng nước ở bên trong, và nhựa là nhựa trong suốt luôn. Mình quan sát được cái quá trình là mình hâm hấp thực phẩm ở bên trong nè. Ngoài hấp ra mình có thể là hâm nóng thực phẩm được luôn nha Diệu Ly nha. Nhưng mà anh Chí ơi, anh Chí cho em hỏi nha, là nãy giờ là em làm đồ ăn là nó gần chín rồi nè. Còn anh Chí bên kia là sao rồi? Mà trong khi chết, em có tới 3 món. Chết. Nãy giờ cùng với Diệu Ly say mê với sản phẩm chính, rồi chúng ta lại quên cái phần hấp truyền thống như lúc trước. Bây giờ mỗi lần mà mình canh cái món hấp á, mà với cái nồi này, mình không có đoán được ở bên trong là cái nước nó sẽ như thế nào luôn á Diệu Ly à. Mà bây giờ quý vị cùng quan sát là mà quý vị thấy là phải có những cái đồ dắt bếp nè, rồi mình phải gấp cái phần cà tím ra bên đĩa, bên khay như thế này. Sau đó mình sẽ là hấp những cái món tiếp theo. Mất quá nhiều thời gian để mà mình làm một món, từng món, từng món như thế này. Rồi sau đó lại hấp thêm một cái món tiếp theo. Như vậy thì mình vừa tốn thời gian, mình phải canh trở. Rồi bây giờ mình phải kiếm một cái đợt kẹp gấp để mình gấp cái vỉ này ra để chia Diệu Ly biết không? Thêm là nước hả anh? Thêm nước mà phải chăm nước vào bên trong mất nữa. Đó là cái cách mà những cái khó khăn mà khi mình hấp bằng cách quen thuộc hàng ngày. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cho là cái phần há cảo vào bên trong như thế này nữa quý vị và các bạn nha. Như vậy là phải lắc nhắc từng món một. Thì bây giờ cùng một lúc nhưng mà hấp tới 3 món lận quý vị nha. Không cần phải hấp theo cái kiểu này nữa, không cần phải hấp theo cái kiểu này nữa. Mà chúng ta đã có cái sừng hấp 3 tầng, cái nồi hấp 3 tầng luôn. Rất là hiện đại và tiết kiệm. Chỉ với một nút vặn mà thôi thưa quý vị, chỉ cần với một nút vặn mà thôi quý vị ơi, một lúc là mình có tới là 3 cái món đồ ăn luôn. Và nó có những cái phần gọi là khay á, để rồi. Nó hứng cái phần nước của thực phẩm xuống, cho nên nó sẽ hạn chế tối đa là cái món ăn này nó bị mất mùi sang cái món ăn kia. Chính đây xác. Là cái nỗi lo đúng không? Đúng vì rồi. Mình nói là một lúc mà mình hấp nhiều món ăn như thế này, thì bây giờ ở đây là mình sẽ lựa chọn một cái món ăn mình ăn thử đi. Không biết là hấp như vậy thì nó có cái chất lượng hay không. Thì đúng quý rồi. Vị yên tâm là đối với thịt luộc, không phải thịt luộc, Ly cứ bị nhầm hoài à. Thịt không hấp. Có luộc quý vị, mà là thịt hấp nha. Đó, thì nó cũng rất là ngon ở đây nè, thơm nè, mà mình có cái cảm giác là thích vô cùng luôn ha. Đó, kể cả là tôm nữa nè. Wow. Ngon quá chừng ngon. Mà mọi người vị. Thấy, mình chỉ để một cái điều nữa Diệu Ly à. Mình tận dụng từng cái khay đúng này rồi. Làm một cái thố đựng luôn. Chính xác luôn. Tức là mình không cần phải sử dụng thêm đĩa hay không cần sử dụng phải thêm là một cái khay nào cả. Mình để cái khay này lên trên bàn ăn bàn tiệc gia đình của mình luôn. Để mà mình tiết kiệm quý vị nha. Như vậy là cùng một lúc mình có 3 món, và hãy cùng với Minh Trí và Diệu Ly chúng ta di chuyển sang một cái vị trí khác quý vị và các bạn nha. Bây giờ mình có thể là vặn lại mình cho tắt cái phần đơn giản này, quý vị ha. Và sau đó Trí với Diệu Ly mình cùng mang 3 cái món ăn này. 3 món ăn luôn anh ha. Qua bên kia. Dạ, đây. Để mà mình có thể là thử nghiệm xem là mình thưởng thức xem là rất là cái nhiều. Món hấp này nó sẽ thơm ngon như thế quá. Nào quý vị và các bạn nha. Em nghĩ là nếu như thay vì mà mình phải mua rất là nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà mình đó, thì mình chỉ cần là quý vị thấy đó, với một cái dụng cụ để trong nhà bếp thôi. Đúng rồi. Đó chính là một cái nồi hấp như thế này, và là 3 tầng quý vị, nồi hấp 3 tầng luôn quý vị nha. Và dung tích của nó cứ mỗi tầng như thế thì sẽ là lên tới là 3,5 lít luôn. Đúng rồi. Cho nên ví dụ như là thịt luộc ở đây nè thì thấy em thấy là cũng rất là ngon, mà kiểu mùi nó thơm mà nó tươi á. Đúng rồi. Cho nên mình ăn mình thích vô cùng luôn. Ăn miếng nào á là mình cảm giác nó tươi nó ngon. Rồi, đặc bây giờ Diệu Ly á, có thể sử dụng cái ngon. Đũa mình dạ, có đây. Thể gấp thử xem là bên ngoài thì thịt đã chín rồi, nhưng mà ở bên trong thì chín chưa. Ly có thể gấp cái phần mà anh đã cắt ra, và sau đó mình có thể chấm một ít nước chấm nha quý vị nha. Dạ. Là một cái món thịt hấp. Nó cũng giống như thịt luộc, nhưng mà mình hấp lên với cái nhiệt độ sôi của cái phần nước ở bên dưới, với cái áp suất rất là nóng, thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đây. Và mình ăn thêm với rau xanh nữa. Nó cảm thấy rất là healthy, nha. Rất là khỏe. Đúng cũng rồi. Như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quý vị nha. Này, nếu như mà ở nhà mình á,
mình cũng thích ăn đồ hấp nhưng mà mình cảm thấy là ôi sao tôi tốn cái thời gian quá. Thì quý vị ơi, hôm nay quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm cùng với là Diệu Ly và Minh Trí nè. Mình thử mình mua cái dòng sản phẩm này về đi. Em thấy là càng ngày á thì đồ ăn về những cái món hấp á càng được ưa chuộng, tại vì nó giống như kiểu là mình ăn uống thực dưỡng vậy đó quý vị ạ. Nhưng mà một nhà gia đình của mình mà có 4 người mà đi ăn một bữa ăn tiệc đồ hấp đi nha thì phải tốn kém cả triệu đồng lận quý vị và các bạn à. Nhưng mà bây giờ là một cái cơ hội để mà gia đình của mình đầu tư dài lâu hơn và lúc nào mình muốn ăn món hấp thì mình cũng có một cái bữa tiệc hấp bên trong gia đình của mình mà rất là tiết kiệm. Mà đồ ăn thì nó chín như thế nào Diệu Ly? Ôi vẫn ăn thượng đất, ok. Ngon lắm mọi người. Cảm thấy là mình cảm thấy mình rất là cảm thấy vui hơn khi mình có một cái món ăn nè, vừa sạch luôn, vừa khỏe, vừa an toàn, không nhiều dầu mỡ, không chiên nướng quá nhiều, rồi sợ cháy khét, rồi sợ béo phì, sợ mập, rồi ảnh hưởng đến tim mạch của mình, huyết áp của mình. Mình chuyển sang ăn đồ hấp đi nhà mình nha. Rất là tiện lợi luôn. Và ở đây thì mình Trí đang sẽ thưởng thức cùng với Diệu Ly. Ly biết ngay là thế nào anh Trí cũng sẽ ăn đó quý vị à, tại vì là anh Trí mà anh thấy đồ ăn là anh không thể nào mà đứng yên một chỗ được đâu. Đây, và là khi mà mình hấp đồ ăn lên đó thì quý vị biết là nó có một cái sự tươi ngon. Và dù cho hồi nãy quý vị thấy là một lúc chúng tôi hấp tới 3 tầng lận, nhưng mà anh thấy không, là cái dưỡng chất của nó không có bị mất đi. Và anh không thấy nó bị lẫn cái mùi gà hoặc là rau củ quả. Chính xác đúng không luôn ạ? Mặc dù là hấp chung với gà, hấp chung với thịt heo, rồi hấp chung với phần tôm ở bên dưới nữa. Quý vị thấy là lúc nãy ba tầng khay. Nhưng mà tầng nào ra tầng đó. Tầng nào cái mùi vị nó riêng tầng đó, nó không có bị lẫn lộn mùi với nhau. Cho nên là mình cảm thấy rất là hấp dẫn quý vị nha. Và trong ngày hôm nay thì mình không cần phải tốn quá nhiều tiền đâu quý vị. Thiệt sự luôn, ăn ngon hơn, ăn khỏe hơn, ăn một cách thoải mái hơn, ăn một cách tự tin hơn, ăn sạch hơn với một dòng sản phẩm mà thôi quý vị nha. Một dòng sản phẩm thôi mà chúng ta có thể chế biến được rất là nhiều món ăn khác nhau. Quý vị có thể nhìn qua màn hình chúng tôi đang gợi ý cho gia đình của mình nè. Cá diêu hồng hấp nha quý vị nha, rất là hấp dẫn. Hay là hải sản tôm hấp nè. Và đi kèm với từng cây hấp nó có thêm một cái hộp chứa bằng nhựa nữa, để mình có thể làm những món, ví dụ như là mình nấu cơm nè, hay là mình có thể làm được những cái món salad khác nhau. Rất là tiện lợi. Và từ đó gia đình của mình bày soạn ra, chúng ta sẽ có một cái bữa ăn vừa sạch vừa an toàn, từ rau củ quả salad, và đặc biệt là không chiên nhiều dầu mỡ, không nướng cháy khét, sợ bệnh và cũng như sợ mập, sợ béo phì, sợ huyết áp, sợ tim mạch. Thì chúng ta đã có ngay một cái bữa cơm gia đình và có một cái khay hấp, một cái nồi hấp 3 tầng vô cùng hiện đại, tiết kiệm được thời gian và công sức và đảm bảo an toàn cho sức khỏe nữa quý vị nha. Mình có thể là một lúc á mình hấp được 3 cái món đồ ăn luôn, và những cái ngăn của nó sẽ chia ngăn ra quý vị ơi, cho nên là cái quá trình mà chiết tách cái phần nước ở trong thức ăn á nó rớt xuống á, nó sẽ được để ở cái ngăn riêng luôn. Cho nên quý vị tùy chỉnh cái nhiệt độ nè, và chỉ với một nút vặn thôi mình có tới là 3 món ăn nha. Đồ hấp vẫn ngon, vẫn tươi, vẫn thơm ạ. Đúng rồi. Ở nhà mình có một cái thao tác nhanh gọn lẹ, thậm chí là nhiều khi mà gọi cho ông xã là anh ơi tối nay anh về chưa, tối nay mấy giờ anh về, về đi có đồ ăn hấp ngon lắm đó. Ông xã về tới nhà một nút vặn mà thôi quý vị, thao tác cực kỳ đơn giản ha, bỏ đồ ăn vào nè đó, một món, hai món, rồi lại ba món ạ. Đa dạng hơn, ngon hơn, rồi cũng không cần phải là tất ưu mất công nữa. Mà một cái phần khay như vậy là cái dung tích là 3.5 lít quý vị. Đúng cho rồi. Nên để đồ ăn được rất là nhiều. Nhà mình 2 người, 3 người hay là em thấy là dù cho 5-7 người là sử dụng đều được luôn á Minh Trí ơi. 3 người, 4 người, 5 người chúng ta sẽ có một cái bữa tiệc đồ hấp rất là tiết kiệm, an toàn và đặc biệt là hiệu quả cho sức khỏe nữa quý vị và các bạn. Nhưng mà mức giá đầu tư là bao nhiêu? 699.000 đồng thôi. Chúng ta có ngay một nồi hấp đa năng 3 tầng thế hệ mới của thương hiệu Magic, bảo hành trong vòng 12 tháng với công suất 850W và dung tích lớn là 10.5 lít lần quý vị nha. Từ đó cái bữa cơm gia đình của chúng ta sẽ cảm thấy an toàn, sạch sẽ hơn và cảm thấy tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình được quý vị, nhanh tay đặt hàng quý vị nha. Đây là những lợi ích tuyệt vời mà món hấp đem lại: hạn chế dầu mỡ, chất béo, bảo toàn các vitamin và khoáng chất, lưu giữ hương vị, màu sắc món ăn, chuẩn bị đơn giản và chế biến một cách nhanh chóng. Chuẩn bị đơn giản, dễ dàng hơn thưa quý vị. Và với những cái dòng sản phẩm nè, hoặc là những cái món ăn ví dụ như là cá, thịt, hải sản, bánh bao, há cảo, rau củ quả, trứng, xôi, bắp ạ, hay là kể cả nấu cơm á, mình đều có thể là làm được luôn. Tiết kiệm thời gian chế biến, chỉ cần một thao tác, một nút vặn mà thôi. Chỉ cần một thao tác, một nước vặn mà thôi để có bí quyết giữ trọn dinh dưỡng, hấp kín hơi, món ăn thơm ngon, lưu giữ hương vị hấp dẫn và ngon ngất ngay cùng với sản phẩm đến từ thương hiệu Magic ngày hôm nay.
Với nồi hấp đa năng 3 tầng thế hệ mới của Matrix đem lại không gian bếp tiện nghi và gọn gàng. Và trong chương trình Quốc khánh rộn ràng, mình có thêm quà tặng tiện ích, bộ 5 thố thủy tinh nè, được tặng thêm nữa là bộ dao 4 món và có thêm chảo chống dính với đường kính 22 cm, đặc biệt có thêm phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng, và mức giá cho đơn hàng ngày hôm nay chỉ có 699.000 đồng mà thôi. Thiết kế tiện dụng và dễ dàng thao tác, mỗi tầng hấp có khay chứa nước giúp hạn chế ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn của từng tầng khác nhau, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh và dễ sử dụng, chỉ có một nút vặn thôi. Quay trở lại, chúng ta sẽ có một bữa tiệc hấp bên trong chính gia đình của mình. Hãy nhanh tay đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. Còn bây giờ thì quay trở lại với không gian bếp phim trường của VTV Hyundai Home Shopping quý vị và các bạn nha. Từ nãy tới giờ nhưng mà bây giờ mới hoàn thành xong một cái món hấp thứ hai với cách hấp truyền thống. Món thứ hai ạ? À? Món thứ hai đó chính là há cảo hấp mọi người à. Và bây giờ mọi người có thể quan sát được là trong suốt quá trình hấp nè thì cái lượng nước, cái mùi nó có cái mùi gì vậy anh? À, anh coi em thấy sao cái mùi nó hơi khó chịu quá anh ạ. À? Bây giờ thì chị sẽ gấp cái phần há cảo ra cho mọi người xem. Hết rồi kìa. Và bây giờ mọi người xem thôi. Là nếu như mà mình hấp nhiều quá thì cái lượng nước nó sẽ cạn dần. Nhưng mà nếu mà mình không có phát hiện kịp thời thì nó sẽ dễ xảy ra cháy nổ đó nha mọi người nha. Cẩn thận khi mà mình làm những cái món hấp cũng như là cái lượng nước mình phải chăm đều hơn và mất rất là nhiều thời gian cho cái việc là mình chăm nước như thế này. Cho nên là vì sao mà mọi người cần phải mua với lại sở hữu ngay với lại cái nồi hấp 3 tầng đa chức năng của thương hiệu Magic là bởi vì ở phía trước mình nhìn vào là mình sẽ thấy ngay một cái vạch nước liền luôn. Đúng và rồi, nó trong suốt, nó bằng nhựa trong suốt nên mọi người nhìn thấy là khi nào mà nước cạn dần quý vị nha. Ồ, hay quá quý vị ơi. Tức là nếu như mà quý vị muốn biết xem là lúc nào mà nước cạn á thì quý vị sẽ nhìn cái mực nước ở đây quý vị ha. Thành ra là rất là dễ cho mình trong cái quá trình mình canh nước nè. Và dòng sản phẩm của Magic thì có bảo hành luôn quý vị, bảo hành 12 tháng cho nên nhà mình hoàn toàn là yên tâm. Rồi chưa kể là hình ảnh ở dưới này á thì cô chú nè, anh chị mình có thể quan sát thấy ha, từ là thịt heo, thịt gà cho tới thịt cá hay là thịt bò á thì quý vị thấy là có thể sử dụng được với cái nồi hấp này luôn. Và với một nút vặn mà thôi ạ, có luôn cả là một cái đèn để báo ở đây nè quý vị. Đúng đó rồi. Đèn đỏ này ha thì rất là thích luôn, rất là yên tâm luôn hả. Cái cách hấp truyền thống á, thì mình hấp chín rồi nhưng mà cái sự thẩm mỹ luôn của nó không có được nhiều khi dính món ăn của rồi. Mình dính nó chín rồi. Rất là nhiều nhưng mà cái độ thẩm mỹ trong từng món ăn của nó không có nhiều và nó thất thoát rất là nhiều chất dinh dưỡng đúng vào rồi. Bên dưới cái phần khay hấp nước của mình quý vị đúng và rồi. Các bạn, đặc biệt là những cái món rau củ quả mà nó có màu sắc ví dụ như là củ dền hay là rau dền thì chúng ta cần phải giữ lại những cái chất dinh dưỡng khác nhau. Nếu như mà Minh Trí cứ sử dụng cái nồi hấp này mà mình cho cái phần rau vào bên trong rồi mình cho nước vào thì khác gì là món luộc. Và đôi khi là cái chất dinh dưỡng ở bên trong rau dền hay là củ dền á nó sẽ trôi vào bên trong nước sôi hết luôn và nó không giữ lại cái chất dinh dưỡng so với cái khay hấp 3 tầng như thế này quý vị nha. Còn bây giờ cũng với là rau dền đỏ như thế này nhưng mà mình chỉ không thích hấp 3 món nữa, mình ở nhà có một mình thôi thì mình hấp một món thôi. Đúng không Diệu Ly? Cho nên là cũng rất là tiện lợi. Nó cứ 3 tầng, 3 khay như thế này. Mà nếu mà quý vị các bạn mình ở nhà một mình hoặc là chỉ có hai vợ chồng thôi, con cái thì đi học xa hết rồi thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay, đó chính là một tầng thôi. Mình hấp rau để mà mình ăn chay hoặc là mình ăn kiêng chẳng hạn thì mình chỉ sử dụng nấm nè hay là rau củ quả. Và trong suốt quá trình là mình hấp như thế này á quý vị, cái chất dinh dưỡng ở trong rau dền hoặc là củ dền nó không có bị trôi ám vào bên trong hoặc là nó bị trôi theo cái khay nước sôi bên dưới. Nó phân tầng rất là riêng biệt như thế này để rất là an toàn quý vị nha. Chính xác luôn, giống như bên này nè thì Diệu Ly cũng đang có một cái nồi hấp và lên tới là 3 tầng thì rất nhiều người mình sợ là tôi sợ là nó bị cái mùi đồ ăn nó không còn được ngon nữa thì quý vị yên tâm nha. Đây Diệu Ly sẽ lấy ra từng tầng cho cô chú và anh chị nè, mình cùng xem nè. Ví dụ như là cần về cái món rau thì trên này mình sẽ hấp rau luôn. Mà khi hấp như vậy thì đồ ăn nó rất là tươi và xanh nè. Đây, đó, đây, ví dụ như là rau mà nó có ra cái phần nước á, thì nó sẽ xuống cái khay này ha. Đúng rồi. Không có bị ám mùi xuống dưới nè. Rồi tiếp theo nữa thì sẽ là bắp nè quý vị ơi. Đó, rồi tiếp theo nha. Đó. Mình hấp bí đỏ với bí salad nha quý vị nha. Không hề bị nói chung nha. Là ở đây thì chúng tôi đang giúp cho quý vị và các bạn là có ba cái sự chọn lựa về cái menu món ăn hàng đúng ngày. Rồi. Đầu tiên là với cái khay ở bên này lúc nãy mà Minh Trí vừa tách ra cho quý vị thì nó có phần trứng hấp nè. Rồi ở phía dưới là ức gà. Và sau đó đó chính là cái món cuối cùng mà quý vị có thể quan sát, đó là khoai tây. Thì những cái món này là những cái món dinh dưỡng dành cho cái chế độ là những cái người mà tập gym
ăn những cái chất đạm ít béo để có thể là tăng cường cái phần cơ bắp của mình nhiều hơn. Thì khoai tây nè, ức gà và trứng gà luộc là rất là quen thuộc khi mình tập ở các phòng gym, cặp phòng thể dục quý vị nha. Mình có thể ăn theo cái chế độ này thì cũng rất là tốt. Còn ở bên phía Diệu Ly đó chính là ba khay hấp 3 tầng toàn là bắp, rau, củ quả và salad. Đó chính là ăn chay chẳng hạn. Dạ, đúng rồi. Ăn chay bây giờ không phải là theo đạo giáo nào cả, mà ăn chay bây giờ cũng là một cái loại ăn thực dưỡng, Diệu Ly. Dạ, ha. Đúng rồi, đầy đủ luôn. Những cái chất dinh dưỡng luôn á. Thành ra là nhà mình sẽ rất là yên tâm, tại vì là nếu như mà quý vị ơi, nếu như mà mình cảm thấy là về nhà mình á mà mình dùng cái này mình thấy sao, mình có bị khó khăn hay là vất vả gì hay không, đúng rồi, thì câu trả lời là không nha quý vị, mà sẽ rất là đơn giản luôn. Muốn hấp một tầng thì mình hấp một tầng, mà muốn hai tầng thì mình hấp hai tầng, mà muốn ba tầng thì mình hấp ba tầng, đúng không rồi. Sao cả. Nhưng mà quan trọng là ngày hôm nay em thấy là mình có thêm quà tặng nữa, chứ đúng không rồi. Phải là chỉ đơn giản chỉ có cái dòng sản phẩm chính này. Đúng rồi. Quà tặng thì em thấy là cũng khá là thích hợp cho nhân viên văn phòng hay là những cái anh chị mà tập gym á, nhiều khi là phải đem theo cái đồ ăn đúng không, tập luyện thể dục thể thao xong rồi á, với những cái món ăn thực dưỡng rồi thì sẽ có những cái thố để đựng phải không anh? Chính xác luôn. Và bây giờ quý vị có thể nhìn thấy là với cái thời lượng cuối cùng của chương trình phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta đặt hàng thì không những có sản phẩm chính mà mình còn có quà tặng, đó chính là tặng kèm cho quý vị và các bạn là 5 thố thủy tinh có nắp để bảo quản thực phẩm. Những cái món ăn mình đã hấp rồi thì chúng ta sẽ cho vào bên trong, và mỗi một cái thố thủy tinh này nó đều có cái phần nắp đậy để mình bảo quản thực phẩm quý vị và các bạn, rất là tiện lợi và cũng rất là an toàn luôn. Vừa vệ sinh, vừa sạch sẽ, vừa an toàn, vừa tiện lợi và tiết kiệm thời gian khi mà quý vị và các bạn có thể là hấp từng tầng hoặc hấp cả 3 tầng với dung tích là 10 lít rưỡi quý vị nha. Chỉ là một nút vặn thôi và đảm bảo là chất liệu nhựa an toàn khi mà gia nhiệt cho quý vị và các bạn, để mà mình có thể yên tâm mình đựng những cái món ăn vào bên trong. Và ở đây nó có thêm một cái phần khay nữa để quý vị và các bạn là chúng ta có thể là nấu cơm quý vị và các bạn nha. Ngoài món hấp ra, chúng ta tận dụng với cái khay nhựa này, mình cho gạo vào bên trong để mình có thể là nấu cơm ở một tầng rất là riêng biệt luôn. Như vậy là vừa tiết kiệm nè, rồi vừa đa dạng về món ăn nữa. Mọi người hỏi rằng là khi mà mình sở hữu với cái nồi hấp này, ba tầng này, thì mình sẽ làm được những món gì? Thì ở đây chúng tôi sẽ có một cái phần menu gợi ý cho gia đình của mình luôn. Rất là nhiều món ăn khác nhau. Đây chỉ là gợi ý thôi, và tùy theo cái nhu cầu khác nhau thì quý vị có thể là mình hấp cá nè, mình nấu cơm nè, mình hấp thịt nè, bắp nè, hay là mình làm xôi, hấp bánh bao, rồi hấp trứng, hải sản, rau củ quả và há cảo. Như vậy là mình sẽ có một cái menu cho gia đình của mình, một cái thực đơn cho gia đình của mình phong phú nhiều món ăn, và món nào cũng an toàn quý vị nha. An toàn hơn quý vị, và mình vẫn có bảo hành luôn, cho nên là nhà mình yên tâm. Quý vị thân mến, đừng có chần chờ, tại vì bây giờ thì chúng tôi sẽ gọi là mình đi mình thưởng thức những cái món đúng ăn rồi. Cho nó thật là ngon, vừa nóng vừa thơm nè. Wow. Và nếu như có một cái bàn ăn, một cái bữa tiệc hấp ngày hôm nay mà dành cho nhà của mình từ 2 đến 4 người mà đi ra bên ngoài thì mức giá là bao nhiêu ? Phải trên dưới cả triệu đồng lận quý vị và các bạn nha. Nhưng mà hôm nay mức giá chỉ có 699.000 đồng thôi. Mức giá rất ưu đãi, rất tiết kiệm luôn. Dành cho nhà của mình, dành cho nhà của mình đang muốn ăn những cái món hấp khác nhau. Và mức giá này còn tặng kèm cho quý vị và các bạn, đó chính là bộ 5 thố thủy tinh có nắp đậy để bảo quản cho quý vị và các bạn luôn, khi mà chúng ta sở hữu được nồi hấp 3 tầng đến từ thương hiệu Magic quý vị nha. Thương hiệu này rất là quen thuộc trên kênh mua sắm VTV Hình Ảnh Shopping. Đầu tư một lần, sử dụng lâu dài, có một bữa tiệc hấp cho gia đình của mình trong dịp cuối tuần này quý vị nha. 699.000 đồng mà thôi ? Nồi hấp đa năng 3 tầng, xong rồi còn được tặng thêm nữa là 5 thố thủy tinh mà nó có cái phần nắp đậy luôn. Thì bây giờ mình có thể là lấy 5 cái thố này nè, mình lấy ra những cái phần đồ ăn để mà cho các anh nè, các cô nè, các chú nè, nhiều khi mình là nhân viên văn phòng hoặc là mình đi tập gym chẳng hạn, đúng thì rồi. Mình cũng sẽ là gọi là chia nhau ra những cái phần đồ ăn như thế. Hoặc thậm chí ở đây là em thấy là có hấp được khoai luôn nè. Đúng rất rồi. Là ngon quý vị, có 699.000 đồng mà thôi, nhưng mà đem về một cái giải pháp để mà mình có thể gọi là mình làm đồ ăn thức uống khá là nhiều luôn. Đúng ở rồi. Đây là khoai, ồ khoai ngon quá ha, phần khoai nè. Xong rồi mình chỉ nha. Thấy là cho một cái quả trứng vào ở bên trong nè, rồi mình còn thêm rau là phi lê nha. Một cái phần ức gà nữa, ngon mình quá. Cho vào ở bên trong luôn mọi người nha. Wow. Thật ra nhìn nó sẽ không hấp dẫn như là những cái món đầy gia vị như là mình đi chiên, mình đi nướng. Tuy nhiên là tất cả những cái thực phẩm mà hôm nay chúng tôi đang gợi ý cho gia đình của mình nó đầy đủ dinh dưỡng và nó đảm bảo là món ăn sạch, hợp vệ sinh và an toàn cho sức khỏe của mình. Hạn chế dung nạp quá nhiều những chất béo, động vật, dầu mỡ, chiên xào, nướng gây hại cho sức khỏe. Mình chuyển sang mình dùng món hấp đi nha mình ơi. Rất là tiện lợi luôn, cô chú anh chị và các bạn có thể chọn lựa ngày hôm nay để có thêm một bộ quà tặng. Sau đó mình mang cái này vào phòng gym ha. Mình tập xong thì mình đã có ngay một cái khẩu phần ăn rất là tiện lợi. Người ta nói là ăn healthy đó quý vị. Rất là tiện lợi luôn. Đây. Và mức giá chỉ là 699.000 đồng mà thôi. Có ngay một nồi hấp 3 tầng đến từ thương hiệu
Magic bảo hành trong vòng 12 tháng và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Thưa quý vị, đồ chiên nè thì mình cũng thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện nay để mà nói là hoàn toàn không ăn đồ chiên thì cũng không được. Đôi khi thì chúng ta cũng sẽ có những cái món đồ chiên nhưng mà kèm theo đó nữa thì mình cũng gọi là hạn chế lại dầu mỡ để mà dung nạp vào trong cơ thể. Nhưng mà song song với cái việc đó thì mình phải làm gì ạ? Mình hãy tăng cường và mình hãy thay đổi cái thói quen ăn đồ chiên bằng việc là mình ăn thêm nhiều đồ ăn mà bằng những cái nồi hấp ạ. Nhưng mà hấp ở nhà thì đồ ăn ở nhà quý vị thấy là cũng khá là mất công đúng không? Thế là nhiều khi mình lại ra bên ngoài, mình lại mua những cái phần đồ ăn nhanh, rồi cũng là dầu mỡ nè, rồi cũng là chiên nè, rồi chưa kể là cái phần dầu đó chiên đi chiên lại. Hoặc là nhiều khi quý vị thấy là đồ ăn của mình nó sinh nhiệt quá nhiều ạ, thì nó cũng sẽ gặp tình trạng là mất chất nữa. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Không lẽ tôi không ăn đồ chiên? Không lẽ bây giờ tôi về nhà lúc nào tôi cũng ăn đồ luộc hay sao? Mà đồ luộc thì nó sẽ rất là mất công luôn. Thưa quý vị, mình sẽ vẫn có những cái món ăn theo cái sở thích nhà mình, và mình vẫn đảm bảo được cái việc là mình ăn đồ hấp nè, nhưng mà cái hương vị của nó ngon nè, nó tươi nè, và cho mình có cái cảm giác là mình ăn mà mình khỏe nha quý vị. Thì ngày hôm nay bỏ qua những hình ảnh quá nhiều dầu mỡ ảnh hưởng tới sức khỏe nhà mình, đầu tư một dòng sản phẩm trong chương trình cùng với Diệu Ly và Minh Trí quý vị nha. Đầu tư cùng chúng tôi mức giá chỉ là 699.000 đồng, mức giá cực kỳ ưu đãi để có ngay một nồi hấp 3 tầng đến từ thương hiệu Magic. Không cần phải hấp theo cách truyền thống, rồi không cần phải canh thời gian, châm thêm phần nước vào rồi sợ cháy khét, sợ khô nồi, và quay trở lại chúng ta cảm thấy là rất là mệt mỏi khi mà chúng ta không có nhiều thời gian đi vào bếp như là hình ảnh quý vị các bạn đang quan sát qua màn hình. Hôm nay những hình ảnh này sẽ không còn bên trong gia đình của mình nữa đâu ạ. Bởi vì khi chúng ta đã thay đổi ngay một dòng sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình này, đó chính là nồi hấp đa năng 3 tầng đến từ thương hiệu Magic, thì chúng ta sẽ cảm thấy công việc vào bếp nó thực sự là đơn giản hơn, dễ chịu hơn, tiết kiệm được thời gian hơn, tiết kiệm được công sức hơn, và quay trở lại chúng ta vẫn có một cái bữa tiệc, bữa ăn trong gia đình của mình đảm bảo dinh dưỡng nè, đầy đủ những chất dinh dưỡng ở bên trong, tiết kiệm được thời gian nấu nướng, và quay trở lại cả nhà đều vui khỏe quý vị và các bạn nha. Đầu tư một lần 699.000 đồng, tặng thêm một bộ 5 thố thủy tinh có nắp đậy nữa là quà tặng trong chương trình này mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu quý vị nha. Đừng chần chờ thưa quý vị, tại vì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa ạ. Cái dung tích rất là lớn cho nên mình hấp nguyên cả một con cá hấp cũng được nè. Rồi mỗi khay như vậy thì cái dung tích của nó là 3.5 lít luôn. Cho nên là dù cho quý vị có hấp là rau, củ, quả hay là kể cả mình hấp nguyên một con gà, hoặc là mình gọi nôm na là mình đồ xôi hay là mình nấu cơm cũng được quý vị, tại vì nó sẽ có những cái khay đi kèm ha, rất là tiện lợi luôn. Rồi chỉ cần một nút phận mà thôi mình điều chỉnh như vậy thì kể cả là các cô chú lớn tuổi nhiều khi mình ăn đồ ăn mà mình chiên dầu mỡ, hãy sử dụng dòng sản phẩm này quý vị ơi. Nhanh tay đặt hàng vì thời gian của chúng ta không còn nhiều nhà mình nha. Những lợi ích tuyệt vời mà món hấp đem lại: hạn chế dầu mỡ và chất béo, bảo toàn các vitamin và khoáng chất, lưu giữ hương vị màu sắc trong món ăn, chuẩn bị đơn giản và chế biến nhanh chóng, nên hãy chuyển sang ăn món hấp quý vị nha. Chuyển sang ăn món hấp thưa quý vị, vậy thì chế biến ra làm sao đây? Chúng ta có thể là hấp đồng thời với nhiều những cái món ăn nè, ví dụ như là cá, thịt, hải sản, bánh bao, há cảo, rau củ quả, trứng, xôi, bắp hay là nấu cơm mà tiết kiệm thời gian chế biến, một lúc ít nhất có thể làm lên tới 3 món ăn quý vị nha. Và thiết kế tiện dụng dễ dàng thao tác với mỗi tầng hấp có khay chứa nước giúp hạn chế ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn ở bên dưới, có thể tháo rời và dễ dàng vệ sinh và sử dụng chỉ một nút vặn thôi. Đó chính là nồi hấp đa năng 3 tầng thế hệ mới đến từ thương hiệu Magic. Với nồi hấp đa năng 3 tầng thế hệ mới của Magic, đem lại không gian bếp tiện nghi và gọn gàng, công suất thì 850W, dung tích lớn là 10,5 lít quý vị nha. Và trong chương trình Quốc Khánh rộn ràng, mình có thêm quà tặng tiện ích, bộ 5 thố thủy tinh nè, được tặng thêm nữa là bộ dao 4 món và có thêm chảo chống dính với đường kính 22cm, đặc biệt có thêm phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng. Và mức giá cho đơn hàng ngày hôm nay chỉ có 699.000 đồng mà thôi. Còn nói đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping.